Vĩnh Phúc đánh người tử vong bằng điếu cày sau vài câu cãi vã. Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến một người tử vong tại địa bàn xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo nội dung trong đoạn clip, một người đàn ông mặc quần trắng, áo khoác nâu đứng trước quầy thanh toán nói chuyện với thanh niên mặc quần áo màu đen. Sau giây lát, thanh niên áo đen hỏi lại người mặc áo nâu: mày hỏi tao hay hỏi ai đấy? Thì nhận được câu trả lời ừ. Lúc này, thanh niên áo đen tiếp tục hỏi: mày nói chuyện với ai? Thì người đàn ông nói: tao nói chuyện với chủ quán. Sau đó, người đàn ông này đi ra bàn ngồi uống nước thì người mặc áo đen từ bàn thu ngân đi tới chỉ tay vào mặt nói: cho mày nói lại câu nữa, khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Phát hiện sự việc, một phụ nữ tại đây tới can ngăn hai người đánh nhau. Bị đánh, người đàn ông mặc áo nâu chỉ tay nói: mày chưa biết tao đâu, thì bị thanh niên áo đen rút điếu cày vụt liên tiếp hai lần vào người khiến nạn nhân ngã gục và tử vong sau đó. Trước sự việc trên, sáng ngày 20 tháng 1, lãnh đạo xã Ngọc Mỹ, Lập Thạch, Vĩnh Phúc xác nhận vụ xô xát trên và cho biết sự việc xảy ra vào chiều ngày 18 tháng 1, nạn nhân tử vong sinh năm 1986, người ở xã Vân Trục, huyện Lập Thạch. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định. Trước đó, chiều ngày 16 tháng 7 năm 2020, Trần Văn Tuyên, sinh năm 1986, trú ở xã Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người bằng điếu cày. Bị hại trong vụ án là ông Mai Văn Thành, sinh năm 1966, trú cùng thôn với bị cáo. Cáo trạng truy tố cùng các lời khai tại phiên tòa cho thấy, tối ngày 28 tháng 9 năm 2019, Trần Văn Tuyên sang nhà anh Tạ Đình Hải, sinh năm 1982, cùng thôn, chơi. Lúc này nhà anh Hải đang có một số người ăn tối, uống rượu, trong đó có ông Mai Văn Thành. Ngồi ở bàn uống nước, bên cạnh bàn mọi người ăn cơm, Tuyên được ông Thành đưa cho cốc bia mời uống và uống hết một nửa. Giữa lúc mọi người đang chuyện trò tào lao thì ông Thành bất ngờ nói đến chuyện chị họ Tuyên ly dị chồng nhưng vẫn quay về đòi chia tiền bán đất. Nghe người cùng thôn nói xấu chị họ, Tuyên quay ra cự cãi, xích mích với ông Thành nhưng được mọi người can ngăn và hai người đã dừng lại. Sau đó, Tuyên vớ chiếc điếu cày bắn bi thuốc. Khi châm lửa, Tuyên không thể rít được thuốc do gió từ chiếc quạt trần liên tục dội xuống. Tức thì anh ta cầm điếu cày đi ra phía sau lưng ông Thành đang ngồi ăn tối để tiếp tục bắt bi thuốc. Cùng lúc, ông Thành lại quay ra to tiếng và bảo: không ai đánh được tao và kể cả bác mày cũng không đánh được tao. Sẵn cục tức đang mắc trong cổ, Tuyên lập tức vung điếu cày vụt liên tiếp hai nhát vào vùng đầu, gáy làm ông Thành bất tỉnh ngay tại chỗ. Ông Thành sau đó được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu, song do thương tích quá nặng nên tử vong vào ngay đêm cùng ngày. Đánh chết người cùng thôn xong, Tuyên liền ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định ông Thành tử vong do chấn thương sọ não, trong máu nạn nhân có thành phần ethanol, cồn, với nồng độ 72,8mg trên 100ml máu. Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như truy tố, song cho rằng không có ý tức đoạt mạng sống người cùng thôn. Dù vậy, xem xét hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định Trần Văn Tuyên đã phạm tội giết người và đã áp dụng mức án nêu trên.